Dạ thưa cha, với cái sự thầm lặng của Thánh Du Xe thì rõ ràng người ta thắc mắc cũng là điều dễ hiểu ạ. À. Vâng. Ừ, và Chúa Giêsu khi chết đó thì về trời, Đức Mẹ thì được ơn hồn xác lên trời. Vậy còn Thánh Du Xe thì khi chết có được đặt ơn ấy không thưa cha? Giáo hội không nói đến Thánh Du Xe hồn xác lên trời và cũng không ghi lại là xác của Ngài được chôn ở đâu. Thánh Du Xe có phải là người có thật hay chỉ là huyền thoại? Đó cũng là thắc mắc mà giờ nãy uh, uh, rất nhiều khán giả trong hộp thư cũng đã gửi về để hỏi cha đấy ạ. À. Và đây là câu hỏi của khán thính giả rất Nguyễn ở tại Poplin, Hoa Kỳ. Chúng ta biết ngày hôm nay thì trong các tín điều đó thì có bốn tín điều liên quan đến Đức trinh nữ Maria và tín điều được công bố sau cùng không phải là tín điều không còn tín điều nào khác không phải thế. Có thể trong thời gian thì sẽ có những điều khác nhưng mà tín điều sau cùng được công bố trong lịch sử liên quan đến Đức Trinh Nữ đó là tín điều Đức Maria Mông Triệu mới chỉ được công bố vào năm 1950 tức là vào thế kỷ thứ 20 mà thôi. Không biết sau này các nhà thần học có rồi với giáo hội, giáo hội có khám phá ra một tín điều khác liên quan đến Thánh Giuse hồn xác về trời không chẳng biết có thể chúng ta nếu mà Chúa cho sống độ 50 năm nữa Thì có khi có tín điều Ở đây thì tôi đang nói là một cái khía cạnh uh, Suy nghĩ uh, Thánh Du Xe Như hồi nãy tôi đã nói Ngài thầm lặng Thầm lặng suốt cuộc đời Và thầm lặng cả trong dòng lịch sử Thầm lặng trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa Cái sự thầm lặng ấy Đôi khi trở nên Bị lu mờ dễ bị lãng quên ờ, ngay cả trong tin mừng đó chúng ta thấy uh, các tác giả tin mừng có nói đến thánh giuse chẳng hạn cái mối tương quan cha con giữa thánh giuse và chúa giêsu đó ở thánh matthew chương 13 câu 55 thì nói ông ấy không phải là con bác thợ mộc sao diễn tả rõ ràng nghề nghiệp thánh giuse ở trong cô chương 6 câu 2 thánh nhân ghi lại Ông ta không phải là bác thợ mộc sao? Ông ta ừ. là Chúa Giêsu đó. Yeah. Thánh Du Xe hoàn toàn biến mất. Không được nói đến. Danh tánh cũng như nghề nghiệp. Chúa Giêsu được gọi là bác thợ mộc. Chứ không phải còn bác thợ mộc. nữa. Riêng với tin mừng Luca và Do An. Luca 422 và Do An 642. Thì cho thấy Đức Giêsu là con của ông Du Xe. Như vậy thì cái tương quan Kinh thánh để lại cho chúng ta giữa Chúa Giêsu và Thánh Giuse cũng như uh, chúng ta đọc ở trong tin mừng khi nói về gia phả của Chúa, hai Thánh sử Matthew và Luca đều có ghi danh của Thánh Giuse và cho thấy rõ ràng Thánh Giuse thuộc dòng dõi Vua David. Như vậy không thể nói đây là một nhân vật huyền thoại, không phải một nhân vật không phải lịch sử, một nhân vật lịch sử được ghi lại và dĩ nhiên ở ừ. Thánh du Xe Đấng đã được chọn lựa để đóng một cái vai trò thầm lặng như thế Nhưng mà không phải vì thầm lặng mà không đem lại sự hữu hiệu trong công cuộc cứu độ của Chúa